Ok, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Đồng Hồ Hải Triều. Và nếu đây là đầu tiên các bạn đến với kênh YouTube của chúng mình thì có thể bấm ngay một nút chuông và subscribe. Chúng mình sẽ có rất là nhiều nội dung video hay vừa các đang chờ các bạn ở phía sau nha. Rồi, bắt đầu nội dung chính video ngày hôm nay thôi. Thì như những lần trước mình có chia sẻ là dạo gần đây là Seiko về hàng bên showroom Hải Triều hơi bị nhiều và nhìn vô cùng là hấp dẫn luôn. Chúng mình đã có những video để nói về những chiếc đồng hồ Seiko cocktail mới nè, những phiên bản đặc biệt nè. Và hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với những chiếc đồng hồ gọi là phiên bản gọi là giá rẻ của Seiko. Đây là hai chiếc đồng hồ thuộc dòng là Neo Classic. Vậy thì hai chiếc đồng hồ này sẽ có nhược điểm gì hay thì ngay bây giờ chúng ta cùng nhau phân tích thử nhé. Rồi, về mã của hai chiếc đồng hồ này thì các bạn sẽ có cái phiên bản bên tay phải của mình, nó sẽ có mã là SUR259B1. Còn phiên bản bên tay trái của mình thì nó sẽ có mã là SUR263B1. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ xin nói về thông số kỹ thuật của chiếc đồng hồ đi. Thì các bạn sẽ có đường kính ngang, xe mặt của chiếc đồng hồ này nó rơi vào khoảng là 41mm nè. Và độ dày tổng thể của chiếc đồng hồ này sẽ là 9mm. Vỏ và dây của chiếc đồng hồ này sẽ hoàn thiện bằng chất liệu là thép không rỉ. Tuy nhiên thì mình đánh giá cái vật liệu thép này giống như là họ cuộn lại thôi, chứ không phải là thép đặc. Cho nên việc cầm lên thì nó vẫn nhẹ so với việc mà chúng ta cảm quan qua cái ánh nhìn bình thường, nó nhẹ. Và khi mình lắc thì mình sẽ nghe cái tiếng lách cách, thì đối với mình nha thì mình không thích cái tiếng nó lắm. Thì một số bạn nào mà chúng ta yêu thích những chiếc đồng hồ mà gọn, nhẹ nhàng hơn cổ tay á thì nên lựa chọn những chiếc đồng hồ mà cái dạng mà dây mà thép ống như thế này. Rồi, bản khóa thì chúng ta sẽ có hai cái lẫy để mở ra. Cái phiên bản mà mình đang cầm trên tay là một phiên bản kết hợp giữa tông màu bạc và mạ demi vàng. Thì mình nghĩ là mạ demi vàng nó mới là yếu tố mà giúp cho chiếc đồng hồ này nó nhỉnh hơn, nó đắt một xíu. Trên bộ dây này các bạn sẽ có hai cái đường chỉ mà để nói những mắt lớn rồi nè, cũng là mạ vàng để tạo điểm nhấn nè. Rồi, bên trong những chi tiết trong mặt số vẫn là mạ vàng, ti mạ vàng. Rồi, chúng ta sẽ qua cái phiên bản màu xanh đi. Đấy, cái phiên bản mặt đeo màu xanh này là một trong những phiên bản có thể gọi là mình thích nhất. Mình là một người rất thích những chiếc đồng hồ với phần mặt màu xanh thế này, nhìn nó sẽ mát mắt, nó hiện đại. Đó, nó hiện đại thì nó đúng với cái tên nó luôn là Neo Classic, là một chiếc đồng hồ mà thiết kế dạng cổ điển mà lai lai cái hơi hướng hiện đại á, thì Seiko họ gọi là Neo Classic. Rồi, ở phiên bản mặt màu xanh này thì các bạn sẽ thấy rõ hơn được cái gọi là cái họa tiết chảy tia trên mặt số của chiếc đồng hồ này, thì tí nữa mình sẽ phân tích kỹ hơn trên cái thông tin của nó ở phần mặt số. Ở chiếc đồng hồ này thì các bạn sẽ có tấm kính phía trên của nó là một tấm kính hắc lách thôi, không phải là một tấm kính sapphire. Tuy nhiên là các bạn sẽ có một cái độ chống nước khá là ngon. Các bạn thấy luôn con số 100 là chống nước 100m. Mặc dù cái ti chỉnh giờ này nó sẽ không có cái dạng là xoáy đàn ốc vào, nhưng mà nó vẫn chống nước được khá là sâu. Phía sau này thì các bạn sẽ có một nắp lưng bằng thép không rỉ cũng khá là dày, hoàn thiện ở dạng đường tròn đồng tâm, và sẽ được khắc laser cái dòng chữ là Seiko, những thông tin ở đây. Có vẻ như đây không phải là khác đâu, đều là dập nổi luôn. Nhìn rờ vào cái chúng ta sẽ cảm thấy cái độ sâu của nó. Và tấm nắp lưng này được đóng ở dạng là hoàn thiện, ở dạng chúng ta sẽ dặn đèn ốc vào. Đấy. Và những chiếc đồng hồ nào theo mình để ý nha, nếu mà hoàn thiện ở dạng mà xoáy đèn ốc thế này thì thường chống nước cũng khá là ngon, khá là cao. Quay trở lại mặt số mặt đeo chiếc đồng hồ này thì như lúc nãy mình có nói thì hiệu ứng chảy tia lên chiếc đồng hồ xanh này khá là đẹp. Thực ra là phiên bản mà demi vàng này cũng có thôi, nhưng mà nhìn nó không rõ đâu. Đây, thấy không? Mình xoay ánh sáng này các bạn sẽ không thấy rõ. Nó chỉ rõ trên những phiên bản mà mặt màu sậm sậm này thôi thì nhìn nó sẽ đẹp hơn. Các bạn sẽ có những cái đường chỉ nhỏ nó chạy thẳng vào vị trí trung tâm luôn, và nó sẽ cuốn hút cái ánh mắt nhìn chúng ta về trung tâm đồng hồ, đó chính là bộ kim giờ, kim phút. Thì nó sẽ được thiết kế ở dạng là hình que nè. Các bạn sẽ có những vị trí cọc giờ là kim loại nổi khói lên. Cái việc mà những cái gấp trên những cái thanh kim loại này nó sẽ tạo hiệu ứng ánh sáng. Khi mình nghiêng thế này nè, các bạn thấy không? Cái sự chuyển tiếp sáng tối của nó làm cho mặt đồng hồ trở nên nó lấp lánh và nhìn nó đẹp hơn khá là nhiều, thay vì kiểu thiết kế là nhìn nó phẳng quá. Rồi, các bạn sẽ có dòng chữ là Seiko. Tuy nhiên dòng chữ này thì mình đánh giá chưa có cao lắm, bởi vì đây là một cái dòng chữ họ in thôi, chứ không phải là một cái logo Seiko nổi khói và họ đính lên mặt ở 100m chấm nước. Và vị trí 3 giờ các bạn sẽ có một ô cửa sổ hình chữ nhật để xem là hôm nay là ngày bao nhiêu. Mặt đồng hồ thì tương đối gọi là rất là basic luôn, theo một cách tối giản hoàn toàn. Và mình cảm thấy chiếc đồng hồ này vô cùng phù hợp đối với những bạn nào mà chúng ta đang là đối tượng người văn phòng nè, đang cầm chiếc đồng hồ gọn, nhẹ, với kiểu dáng lịch sự để chúng ta tham gia những cuộc hội nghị, cuộc họp,
hay là những cái việc mà chúng ta tiếp xúc với khách hàng á, chúng ta cần chiếc đồng hồ để thể hiện được chúng ta là một người chuyên nghiệp thì chiếc đồng hồ này vô cùng phù hợp luôn. Đặc biệt mức giá của nó lại vô cùng là dễ chịu. Ok, các bạn nghĩ sao về hai chiếc đồng hồ Seiko này? Liệu trong tầm giá khoảng là 3 triệu tới 4 triệu thì các bạn có lựa chọn hai mẫu đồng hồ này không? Và nếu các bạn muốn biết thông tin chi tiết cũng như là link đặt hàng thì mình sẽ đính kèm phía dưới thông tin miêu tả nhé. Rồi, và nếu các bạn cảm thấy nội dung video hay và hữu ích thì đừng quên bấm mình nút like, share cho bạn bè, nút chuông và nút subscribe để luôn luôn cập nhật cũng như là ủng hộ kênh YouTube của chúng mình trong khoảng thời gian sắp tới nhé. Rồi bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video review tiếp theo.